nấu canh bầu mà thôi, thì bây giờ em mua bầu đó. nhà em bầu có bị trước việc đúng không? Đúng rồi, Rồi giờ heo nó rim chấm mắm. Alo, mai cái nó ăn không ạ? Alo, giặt não gì? Alo, năm năm. Em tưởng ba lúc mà đang ở chung với nhau. Nó đơn giản thôi, đừng nói cầu kỳ quá chị.
Cô mà chấm Nagogo vô là chị bị chảy máu phải lại đó nha. Thank you.